Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung phim Thế giới hoàn mỹ. Trong tập trước, Thạch Hạo đã bị lão gia Tần Vũ nhốt vào bên trong, nơi đó là một vùng không gian đặc biệt. Lão ta muốn hôm nay sẽ đậu hóa tiễn cậu về với ông bà. Lão Tùng Triều triệu hoán ra ba cái bóng và cho biết, thứ trên đầu cậu gọi là Niết Bàn Chỉ. Cậu có thể tu luyện ở đây trước chờ đợi lột xác. Thạch Hạo nghe vậy vô cùng tức giận. Đây là muốn kéo dài thời gian để mình luyện thanh linh thể mặc cho lão sai khiến. Lão gia này đúng là nham hiểm. Tần Vũ nghe vậy liền thẳng thắn đáp trả. Tiểu tử ngông cuồng kiêu căng như vậy, nếu ngay cả linh thể mà cũng không đối phó được, bị luyện hóa thì trách được ai, cứ thành thật tu hành trong này đi. Nói rồi lão cũng ra lệnh cho mấy cái bóng của mình tấn công. Thạch Hạo nhẹ nhàng tránh né rồi quay lại đập cho mấy cái bóng kia tan xác. Không chịu bỏ cuộc, Tần Vũ lại triệu hoán ra thêm nhiều phân ảnh nữa. Tất cả nhanh chóng bao vây rồi di chuyển xung quanh Thạch Hạo. Trên miệng mấy cái bóng đó liên tục phát ra âm thanh khiến cậu hoa mắt chóng mặt, linh hồn bị xâm nhập. Không ngờ là Tần Vũ lại có thể dẫn dắt linh hồn, cậu thắc mắc, không biết đây rốt cuộc là thứ gì. Cậu nhận ra thức hải có gì đó khác thường, bản thân cố gắng đứng dậy, bộ dạng vô cùng tức giận vì lão ta dám nhìn trộm mình. Cậu lấy ra 10 động thiên phản công, hút hết mấy phần thân của Tần Vũ, sau đó bộc phát thực lực răn đè. Mặc dù đang ở trong pháp trận vậy nhưng vẫn có thể ảnh hưởng tới bên ngoài. Điều này làm cho lão kinh ngạc không thôi, khí chàng thật mạnh mẽ. Xem ra chỉ có huyễn cảnh linh thể là không đủ, lão phải dùng cách khác thôi. Thạch Hạo thở phào nhẹ nhõm, may là bí mật trong lòng suýt nữa đã bị người ta dòm hết toàn bộ. Tần Vũ cảm thán, ngay cả chiến trường thượng cổ cũng không thể triệt để giam cầm thần hồn, tiểu tử này thật đáng kinh ngạc. Ngay sau đó, hai người Tần Minh và Tần Hạo cũng tiến vào bên trong. Nhìn thấy Niết Bàn Chỉ được sử dụng, Tần Minh vô cùng kinh ngạc, không ngờ lão tổ phải dùng đến thứ này. Lão tài cho biết, tiểu tử đó quá tâm cao khí ngạo. Lão chỉ trừng phạt một chút, tâm trí của tiểu tử đó cứng cỏi, sẽ không có chuyện gì đâu. Lão yêu cầu Tần Hạo cũng tiến vào bên trong, chiến đấu với Thạch Hạo để rèn luyện bản thân. Có thiếu niên chí tôn mà cứ để ở đó không khai thác thì thật là lãng phí. Tần Hạo do dự cho biết, giữa hắn và cậu chênh lệch cảnh giới quá lớn. Tần Vũ giải thích, hiệu dụng của Niết Bàn Chỉ có thể giúp hắn nâng cao thực lực nhằm chiến đấu cùng cảnh giới. Bảo kiếm cũng phải rèn luyện mới có, bất luận một vị tu sĩ mạnh nào cũng cần phải trải nghiệm trong chiến đấu. Chỉ có như vậy mới có thể chân chính Niết Bàn. Tần Hạo nghe vậy liền tuân lời, sau đó tiến vào Niết Bàn Chỉ. Sau trận chiến vừa rồi, Thạch Hạo lại ở bên trong tu luyện, cưỡng ép thu thập thần năng ở đây. Vậy nhưng có vẻ là chuyện đó quá miễn cưỡng, như vậy xem ra bản thân cậu vẫn phải nâng cao thực lực. Lúc này Tần Hạo cũng đã tiến vào bên trong, nhưng là trong một bộ dạng khác, toàn thân bốc lửa. Thạch Hạo không nhận ra cho nên khá là tức giận. Tần Hạo không nói lời nào mà trực tiếp động thủ. Thạch Hạo cảm thấy linh thể này có tốc độ nhanh bất thường, không giống với những cái bàn nãy, càng không giống với linh thể. Dù là vậy thì cậu cũng không nương tay. Cậu lấy ra đa thần thạch, ném hắn về phía Tần Hạo, đập cho người đệ đệ này say sầm mặt mũi, thân thể ngã xuống và hiện ra chân thân. Từ đây thì Thạch Hạo mới ngỡ ngàng hỏi thăm hắn vào đây làm gì. Tần Hạo cho biết, bản thân hắn tới đây để đánh với cậu một trận. Hắn muốn chứng minh chiến đấu cùng cảnh giới hắn sẽ không thua. Thạch Hạo cho rằng hắn không cần chứng minh trước bất kỳ ai. Tần Hạo lập tức ngắt lời và yêu cầu cậu đừng nói những lời ngu ngốc đó nữa. Đó là bởi vì cậu chưa từng sống dưới cái bóng của người khác. Bản thân cậu có chí tôn cốt bẩm sinh, là hy vọng dẫn dắt Thạch tộc đi tới huy hoàng, được mọi người nâng trong lòng bàn tay, được cha mẹ yêu thương, bọn họ tình nguyện bị cầm tù ở Bất Lão Sơn chỉ vì xin thánh dược đưa về Thạch tộc chữa trị cho cậu, thậm chí không tiếc sinh thêm đứa con tiếp theo, dùng tinh huyết của hắn kéo dài tính mạng cho Thạch Hậu, hắn chính là vật thay thế. Cho nên hắn mới nhất quyết muốn phân cao thấp với Thạch Hậu, hắn muốn chứng minh bản thân mình cũng xuất sắc như cậu. Thạch Hậu nghe về cũng hiểu ra nguyên do phụ mẫu bị cầm tù ở đây. Vậy nhưng câu chuyện của Tần Hạo, cậu cho rằng hắn tuyệt đối không phải vật thay thế. Hắn không muốn nghe mấy lời nói nhảm nữa, bây giờ rốt cuộc cũng có cơ hội để chứng minh bản thân. Nói rồi, hắn liền vung trường kích chuẩn bị đồng thủ. Nhìn thực lực của người đệ đệ đã đạt tới cảnh giới liệt trận cảnh, Thạch Hạo cũng ngạc nhiên, không ngờ tòa pháp trận này thực sự có thể tăng cảnh giới của hắn bằng với mình. Mọi sự chuẩn bị đã xong, Tần Hạo liền lên tiếng khiêu khích. Hắn muốn xem thử cậu thực sự có tư cách nhận được vinh quang vạn người chú ý hay không. Không còn cách nào khác, Thạch Hạo đành phải chiều ý, cậu cầm lấy một chiếc lá phong dùng nó làm vũ khí. Điều này khiến cho Tần Hạo thắc mắc, hắn cảm thấy bản thân mình bị khinh thường. Thạch Hạo cho biết, chiến giáp thần linh và pháp khí của hắn là do mấy lão già của Bất Lão Sơn ban tặng. Điều này sẽ khiến cho hắn không thể trưởng thành được. Qua đó sẽ khiến hắn ỷ vào ngoại vật để nâng cao thực lực. Bây giờ cậu sẽ dạy cho hắn bài học đầu tiên, đó là muốn thực lực trở nên cường đại thì không thể dựa vào ngoại lực. Chỉ có trong trần thế rèn luyện ra ý chí của bản thân, lĩnh ngộ nguồn gốc của sức mạnh mới có thể giống như mặt trời vĩnh hằng rực cháy, vạn cổ bất diệt. Người có thực lực, cho dù là một chiếc lá phong nhẹ nhàng cũng có thể đánh bại đối thủ. Nói rồi, cậu hô biến chiếc lá thành món vũ khí.
Tần Hạo ngoan cố, trước tiên hãy nếm thử chiến mâu của hắn rồi giảng dạy cũng không muộn. Hắn nhanh chóng lao lên định dùng trường kích xiên mấy lỗ vào người Thạch Hạo và nhưng không được. Cùng lúc đó, hai vợ chồng Thạch Tử Lăng cũng cảm nhận được sự hiện diện của Thạch Hạo và Tần Hạo, cũng biết được hai người này đang xảy ra xung đột. Họ quyết định cuộc ép mở ra kết giới. Thạch Hạo và Tần Hạo vẫn liên tục giằng co, một bên chủ động tấn công còn bên kia thì liên tục tránh né. Sau một hồi để cho Tần Hạo cơ hội biểu diễn thì cậu cũng thực sự động thủ. Chỉ cần dùng một chiêu đã dễ dàng hạ đầu ván người đệ đệ này. Cậu chậm rãi tiến lên rồi cho biết, bản thân hắn từ nhỏ đã được Bất Lão Sơn coi là thiên kiêu, vậy nhưng lại chưa từng tranh đấu ở trần thế, còn thiếu rèn luyện thực chiến. Hắn ta nghe vậy vẫn kiên quyết muốn đánh tiếp. Thạch Hạo không muốn điều này, cậu lập tức sử dụng kỹ năng của chủ tước là giam cầm để khống chế hắn lại một chỗ. Hắn ta tức giận tấn công kết giới giam cầm định thoát ra vậy nhưng không được. Thạch Hạo đáp ứng lời khiêu chiến, tương lai có một ngày sẽ đấu một trận đường đường chính chính. Vậy nhưng hôm nay không được, cô còn có chuyện quan trọng hơn phải xử lý. Nói rồi, Thạch Hạo chỉ tay lên trên, song điều vô cùng tức giận, coi trực tiếp gọi lão tổ của Bất Lão Sơn là lão tặc. Hành động để cho Tần Hạo vào bên trong chiến đấu chính là muốn huynh đệ cậu tương tàn lẫn nhau. Bức ép người như vậy, cậu nhất định phải lật đổ toàn bộ nơi này. Cậu nhanh chóng bộc phát lực lượng, uy lực phát ra quá mạnh, pháp chân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lão ta thấy vậy cũng kinh ngạc. Một thiếu niên liệt trận cảnh như tiểu tử đó như thế nào mà làm được? Tần Hạo cũng không ngờ rằng người ca ca này lại dám khiêu khích lão tổ. Thực lực của cậu mới chỉ là liệt trận cảnh, cách biệt với lão ta hai cấp bậc lớn, cho nên hành động khiêu khích này cũng quá to gan đi. Thạch Hạo có tư chất ngút trời, điều này đối với Bất Lão Sơn chính là một cái mầm họa, cho nên chỉ còn cách là trấn áp tiểu tử đó lại. Tần Minh thấy vậy liền cầu xin lão tổ nương tay, nếu không thì không thể ăn nói với thượng giới. Tần Vũ cho biết bản thân mình tự có chừng mực, sẽ lưu cho tiểu tử đó một mạng, tất cả mọi thứ lão làm cũng là vì Bất Lão Sơn. Thạch Hạo khiêu khích, dám trực tiếp đánh một trận hay không? Quá lắm thì lão chỉ là ngụy thần mà thôi, ấy vậy mà còn tự nhận là thần. Lời này hiển nhiên là đã chọc giận đến Tần Vũ. Phàm nhân sao dám đối địch với thần như lão cơ chứ? Nếu không để cho Thạch Hạo biết uy năng của thần thì không biết bản thân đã phạm sai lầm lớn ở đâu. Nói rồi, lão cũng chuẩn bị thi triển thần thông, ngón tay thả xuống pháp trận bên dưới một giọt máu. Rất nhanh sau đó, một trận hồng thủy cũng xuất hiện, dòng nước cuồn cuộn lao tới muốn trấn áp Thạch Hạo và Tần Hạo. Và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Thạch Hạo sẽ ứng phó như thế nào? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo nhé! Video của mình tới đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại!